Rồi, lời đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ miền Nam miền Bắc. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em một clip là 6 cây cần nha anh em. 6 cây cần này là 6 cây cần tay, chợ máy. Đọt nó sẽ tầm 1 hắc gửi tới 1 hắc, không có đọt cứng, có một cây đọt tầm 2 hắc. Đa phần những cây này nó sẽ chợ máy và đánh cảm giác. Nếu anh em thích đánh bạo lực đó, thì anh em bỏ một lóng đầu đi, lấy đống thứ hai đánh thì rất là bạo lực. Rồi đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán. Nếu hàng lỗi hoặc không giống như clip em quay á, anh em có thể trả lại cho em, anh em không mắc gì hết. Rồi cảm ơn anh em. Đem lên cái thứ nhất cho mọi người xem nha. Cây thứ nhất là một cây carbon, carbon UG vậy đó. Đây hàng nó bị chốc cái tem này rồi, nó không biết. Đây hàng nội địa nha, tem đây sẵn gần nổi gân luôn, cuồn cuộn luôn nha anh em. Đây hàng có xuất sắc có thời gian nha. Đây tem cái bát, cái phen đề ba sẽ là phen Fuji dạ quang. Hàng sẵn rất là ok nha, hàng carbon tem này đẹp, hàng sử dụng bát là bát Fuji nha anh em. Cây này là 4m2, đọt là 1 ly, thu gọn là 100 cm, đọt 1 ly tầm khoảng 2h đến 2h gửi. Để em lấy lóng cho anh em xem. Em bán hàng thì soi cận cảnh hết, anh em nào ưng thì chốt, không thôi anh em ưng thì kêu em chụp hình cho anh em xem. Đây hàng nó đây nó, hàng sao thì em nói vậy đó. Không, hàng sắn cuồn cuộn. Nào, hàng các con sắn nha anh em. Đó. Hàng cần tay này là cần tay chợ máy. Đó. Sắn khá là đẹp, hàng khá là đẹp. Nói chung là cây này vẫn có sức dâm từ lưa. Sức dâm ở lóng thứ nhất, tại giống thứ nhất nó họ công nhiều á. Mấy lóng ở trong thì khá là ok. À, hàng khá là ok. Đây đọt ở đây. Đọt này tầm khoảng một tầm 2h. Đọt khá là cong. Khúc này là khúc carbon nha anh em, carbon. Khúc trên là khúc gấp khúc. Khúc đây là khúc đặc. Độ búng khá là ok. Đó, hàng carbon sẵn nha. Rồi cây thứ nhất ngoại hình tầm khoảng 90%, giá công khai thứ nhất là 700k nha mọi người, giá công khai là 700k. Cần tay chở máy bát Fuji, hàng carbon khá là ok. Khá là xịn sò nha. Rồi cây thứ nhất 700k. Tiếp theo sẽ là cây số 2 nha anh em. Cây số 2 này là một hàng của Suzumi. Hàng này hàng của Korea. Đâu, cái Made in Korea. Đây, hàng Made in Korea, tem vàng xuất nội địa Nhật. Nó hàng của Hàn Quốc, hàng Suzumi anh em. Đây chỗ này nó bị xước. Do vận chuyển về á nó bị xước đây, nhưng là lóng này lóng ngoài không ảnh hưởng gì hết, còn khá là ok. Lóng trong nó không bị xước lóng trong, hàng lỗi chỗ nào thì em báo lỗi cho đó đây. Xước một đường như này đó. Hàng này hàng hi carbon nha anh em, hàng carbon dài 4m5. Đây cần này dài 4m5, nặng 180 g, đọt là 0,5 ly, độ cứng tầm 1 hắc đến 1 hắc gửi, thu gọn là 100 cm. Phen đây phen đề ba khá là ok. Tất cả những hàng này là đọt nó đều hàng dịu nha anh em, chuyên cho anh em đánh cảm giác thôi, chứ đánh bạo lực thì mấy cây này thua. Anh em đánh bạo lực thì anh em bỏ lóng đầu đi, lấy lóng thứ hai đánh bạo lực là bao. Còn khá là ok nha anh em. Đó. Nói chung thì cần có sức sát theo thời gian. Đây lóng chỗ này họ bỏ một cái phen này, bù nó đây đó. Lóng chỗ này họ bỏ một cái phen, cái lóng này có. Rồi
đó tổng cộng cây trần thứ hai, một hàng carbon nha anh em, hàng carbon. Rồi giá công khai cây luôn nha mọi người, giá công khai là 600k thôi đó, giá công khai 600k. Cây số 2 tiếp theo sẽ là cây số 3 nha mọi người. Đây cây số 3 vẫn là một cây hi carbon nha anh em, carbon sắn gần gần đây đó. Nói chung là cây này còn khá mà mới, cây này đã mới tầm khoảng 90%, tem sức nội địa, tem nội địa Nhật, bát là bát Fuji nha. Đây si champion carbon gold. Đây căn này thì đầu là 0,6 ly, đọt là 0,6 ly, thu gọn 100 cm, nặng là 100g, độ cứng tầm 1 hạt rưỡi. Cần này dài 4,5 m nha anh em, cần khá là nhỏ, vừa tay. Phèn là phèn Fuji, hàng cắt bò sắn, hàng cắt bò sắn. Để tháo qua cho anh em kiểm tra lóng. Tất cả các lóng của nó đây, lóng đều sẵn carbon nha. Hàng khá là ok, hàng có xuất sắc dâm nhẹ nha anh em. Đây, giống như chỗ này nó có sức dâm đây đó. Giờ rút ra rút vô thôi chứ không ảnh hưởng gì hết, hàng carbon sẵn. Đầu này cũng không sắn quá trời luôn nè, thấy không? Đây đọt nó đây, đọt nó là khúc này khúc carbon, khúc này là khúc đọt đặc, nó làm cho dịu cái cần lại nha anh em. Nó dịu cái cần lại, làm cần cái đâu nảy đánh có cảm giác thôi. Khúc này carbon nè, sắn tít thà lò luôn. Rồi đó là cây thứ ba, cây thứ ba giá công khai cho anh em là 700k luôn nha anh em, cành còn khá là mới. Tiếp theo sẽ là cây số 4, một cây cành 5m4, hàng UB carbon 2 da. Carbon này nhìn ở ngoài khá là ngầu á, đọt là 0,6 ly, nặng là 180g, thu gọn là 100 cm, đọt tầm 1h5 đến 2h, không 1h đến 1h5 đó. Hàng UB, hàng nội địa Nhật nha anh em, tem vàng. Nói chung là cây này carbon hai da nha anh em, sẵn tít thà lò luôn á. Phen đề ba sẽ là phen Fuji Gold đó, đây carbon ở đây đó. Khá là đẹp nha anh em. Đó, anh em thấy không? Tháo lắm cho anh em xem. Đây, quả tiết chứ gốc đây. Càng ok, khá là ok. Chỉ tội là sức dâm thôi. Thấy không? Kéo gốc sẹt 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 sẹt. Xôi cho anh em coi cái này chứ. Thấy không? Càng sắn nổi găng, chỉ tội là càng sức dâm, bị sức dâm nhiều thôi. Đó. Giờ gốc gà giúp vô à. Càng sắn là quá trời sắn luôn. Tất cả phen đều có đủ hết nha nè, phen chợ máy đều đủ hết. Đa phần những cây này đều rất là thẳng nha nè. Bán hàng thì trời sâu cho anh em coi kỹ hết luôn, sỏi gì hết. Đó. Đây khúc gần ngọn đây, đa phần cái này ghét cả cứng. Đọc đây này. Đầu bu đây, đầu bu gòn luôn nha.
Khúc này sẵn ok. Đó. Cây này là 5m4, giá công khai là 900k nha mọi người. Đó. Sẵn sẵn khá là ok nha. Cây số 4. Đây. Cây số 4 900k. Carbon hay da nha. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Một cây hi carbon. Hàng 7m2 nha anh em. Carbon rắn. Cây này đảm bảo với anh em mới tầm khoảng 90-95%. Carbon anh em. Còn sơ qua sắn quá trời. Tem đây. Pussy. Bát Pussy. Si carbon. Si champion carbon grand. Đọt là 0,5 ly. Nặng là 280g. Thu gọn là 100cm. Đọt độ cứng tầm khoảng 1 h tới 1 h rưỡi. Này, ở dưới đây nó làm khá là đẹp nha. Nói chung sơ lược quá là càng khá ok. Đen đi. Đó. Sáng tít. Càng còn khá là đẹp. Lấy lóng mà cho anh em thôi từ từ nào. Carbon này nó càng này tầm khoảng 95%, 90-95%, nếu xấu hơn thì không được đâu. Càng này còn khá là đẹp, khá là bóng, sẵn quá trời sẵn, đủ phen nha anh em. Càng này còn đủ phen. Cái này 7m4. Có tổng cộng là 7 lóng nha anh em. Đó. Nói chung thì cần này mới. Sẵn quá trời sẵn. À, bán hàng em soi anh em kỹ từ từ luôn. Khỏi quê qua quê lại chỉ mất công. Anh em bảo em kêu chụp hình thêm. Đó. Đây, quay chị bên đây nè. Đó. Trong cây này sẵn từ gốc tới ngọn. Đó. Đồ bu nữa đây. Đó. Đọt tầm 1 h. Đọt tầm 1 h tới 1 h rưỡi nha anh em. Nếu em cắt xuống lóng này á thì đọt khá là cứng, khúc này tầm khoảng 3 h, khúc dưới đây tầm khoảng 2 h. Thì hàng nguyên zin nó sẽ là như vậy. Không, anh em thấy nó sẵn không? Đó, rồi đây là cây số số 5. Cây số 5 giá 1,2 triệu nha anh em. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Một cây Shimano hàng nội địa Nhật, tem nội địa Nhật. Bát là Fuji. Đó, Fuji Japan. Bát từ cao. Hàng này là hàng dơm. Dơm từ 5m3 đến 6m3. Đó. Đây, đó thông số. Shimano A cộng John. AX, SX. Phen đây, nó phen ok. Hàng này hàng carbon thay da nha anh em, hàng carbon thay da. Nó sẽ dơm, độ dơm từ 5m3 đến 6m3. Đây, khúc dơm ở đây. Khúc dơm nó cũng sắn tít thà lò luôn. Nếu anh em nào đánh 6m3 thì đánh 5m3 cũng có luôn. Đây là cần dơm. Cần dơm chở máy. Mấy cây này khá là hiếm. Sắn lên anh em thấy không? Đếm xôi anh em kỹ coi. Rồi này. Đó. Nói chung là hàng carbon hay da thì độ sắn dữ lắm. Đây em tháo lóng cho anh em kiểm tra.
Hàng này là hàng không nhãn, hàng xịn sò, hàng Shimano, hàng thương hiệu quá trời rồi, thấy không? Quan sáng tít. Cái này thì nó sẽ đây, chỗ này nó bị sóc chóc sơn anh em. Đó. Không phải dập đâu anh em. Bên đây ok. Đó. Này dính keo thôi, dính keo hay chóc sơn vậy đó. Hàng sau thì em báo anh em vậy thôi. Đó. Ok, cần dơm Shimano. Hàng 5m3, 6m3. Hàng carbon sắn 2 da nha. Khá là ok. Khúc dơm ở đây, khúc dơm mà cũng sẵn luôn. Rồi, giá công khai cây này luôn nha anh em. Giá công khai là 1,2 triệu nha anh em. Cây số 6, giá công khai 1,2 triệu. Đó là tổng cộng 6 cái cần em lên cho anh em hôm nay. Anh em ưng cái nào á, anh em có thể liên hệ em với số điện thoại em để trên bài, hoặc anh em có thể nhắn tin Zalo em. Em nếu có anh thì em sẽ trả lời. Anh em cần thông tin gì em sẽ cung cấp thêm. Rồi, cảm ơn em nha. Đó, cây sắn tiếp thờ lò. Cây số 6, giá quảng nội 1,2 triệu nha anh em. Hàng ok.